Đo thử tốc độ chạy của Kelly và Luna nhé các bạn ơi. Tôi sẽ cho hai nhân vật này chạy trên một khoảng đường là 20m, xem khoảng cách và tốc độ của nó là bao nhiêu. Kelly mất 3,7 giây để có thể chạy hết 20m đường dài. Trong khi đấy Luna sau khi bắn một phát súng thôi thì cũng chỉ mất 3 giây, tức là nhanh hơn gần 1 giây so với Kelly nha các bạn ơi. Nhớ nha, gần 1 giây mà đấy là còn chưa mắc đâu. Bây giờ hãy cùng cho chạy song song này. Bên phía của Luna vừa chạy vừa bắn, tăng tốc độ một cách nhanh khủng khiếp hơn Kelly rất rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì Kelly chỉ tăng có 6% tốc độ di chuyển, còn Luna tăng tận 15% tốc độ di chuyển nếu được bắn một cách thoải mái. Chưa kể nhân vật Luna còn tăng cho bạn sát thương, tăng cho bạn tốc độ bắn ở những cái viên đạn đầu tiên, nó là cực kỳ nhiều luôn. Còn Kelly thì không tăng gì cho các bạn, trừ khi bạn cầm Kelly thức tỉnh nó tăng cho bạn một chút sát thương. Nhưng với Luna nha, cầm bất kỳ khẩu súng nào cũng tăng 8% tốc bắn đấy. Quá là khủng khiếp luôn, một nhân vật 2 trong 1, không 3 trong 1. Bao tay hai ngón Meno tại đây nhá. Bao tay của tuyển thủ chuyên nghiệp chống mồ hôi, phút tông đỏ siêu đỉnh, siêu tiết kiệm, sở hữu ngay. Húc Cam, bình luận viên Free Fire số 1 Việt Nam.